kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sôi động thị trường ô tô dịp cuối năm. Cam Hưng Yên năm 2020 đảm bảo năng suất chất lượng. Mở cửa không gian đi bộ Hà Nội dịp Tết Dương lịch. Nỗ lực chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng vừa quyết định lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trụ sở tại Hà Nội, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, nắm giữ 100% vốn của HNX và HOSE. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được lập theo mô hình công ty mẹ, công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính kế toán, kiểm toán theo quy định. Tên giao dịch quốc tế là Việt Nam Exchange, viết tắt là VNX. Thị trường ô tô đang hồi phục mặc dù chưa thể bằng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhu cầu mua xe đều tăng nhanh, nhất là trong bối cảnh giảm 50% thuế trước bạ đối với xe ô tô sản xuất trong nước sắp hết hiệu lực. Tuy nhiên, trái với quy luật thường thấy trong các dịp cuối năm trước đây, thị trường ô tô Việt Nam cuối năm nay đang chứng kiến hiện tượng giảm tốc của xe nhập khẩu nguyên chiếc. Chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của chính phủ dành cho xe sản xuất lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 sẽ chấm dứt. Càng gần thời điểm cuối năm, thị trường ô tô càng nóng, nhu cầu mua lại tăng lên nhanh. Tại đại lý này, số lượng khách hàng đến ký hợp đồng đặt cọc chọn mua các mẫu xe sản xuất lắp ráp trong nước đông hơn cùng với yêu cầu nhận xe trước ngày 31 tháng 12 này. Thị trường ô tô đang hồi phục, mặc dù chưa thể bằng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhu cầu cả xe sản xuất lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc đều tăng. So với mọi năm, khi nhu cầu giảm thấp, các hãng phải tăng khuyến mại, giảm giá khủng để kích cầu. Nay nhu cầu tăng, nhưng các hãng vẫn phải áp dụng khuyến mại để kích cầu tiêu dùng. Cuối năm, trong khi các loại xe lắp ráp trong nước tăng tốc về đích nhờ hưởng ưu đãi 50% thuế trước bạ, thì lại xảy ra hiện tượng giảm tốc của xe nhập khẩu nguyên chiếc. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đã sụt giảm 10,4% về số lượng và 3,6% về giá trị so với tháng 10. Đây là một hiện tượng lạ ở thị trường ô tô Việt Nam trong giai đoạn cuối năm. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến nay cơ bản tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc đã và đang đồng loạt triển khai thực hiện thu phí điện tử không dừng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số trạm thu phí do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và Thái Bình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai còn chậm so với tiến độ yêu cầu. Để đảm bảo hoàn thành đồng bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm chậm tiến độ. Trường hợp đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, các trạm thu phí chưa chuyển sang thu phí điện tử không dừng, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố căn cứ quy định tại quyết định số 19/2020 để xem xét thực hiện theo thẩm quyền. Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến việc tiêu thụ xuất khẩu cam gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với các giải pháp khắc phục của các ngành chuyên môn và người sản xuất, nên vụ cam năm 2020 vẫn cho năng suất chất lượng cao. Lường trước ảnh hưởng do dịch bệnh, do sản lượng cam cả nước tăng gây khó khăn cho việc tiêu thụ, nên ngoài thành lập hợp tác xã sản xuất để tiêu thụ cam, ngay từ đầu vụ, các hộ nông dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã tập trung chăm sóc cam theo hướng hữu cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm, nên vụ cam năm 2020 vẫn cho sản lượng 1.800 tấn quả. Cái thị trường tiêu thụ các nơi người ta về người ta cắt, nên xong rồi là người ta chuyển đi các nơi Hải Phòng, Hà Nội người ta bán. Toàn tỉnh có trên 2.000 ha cam, trong đó có trên 1.000 ha được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, tập trung nhiều tại huyện Kim Động, thành phố Hưng Yên, Khoái Châu, Yên Mỹ và Phù Cử. Để việc tiêu thụ được thuận lợi, ngoài hướng dẫn bà con nông dân bổ sung dưỡng chất cho cây bằng các loại phân bón hữu cơ, tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ cam, thu hút khách tham quan du lịch, các địa phương đã vận động bà con đưa vào trồng các giống cam cho giá trị hiệu quả cao như cam đồng tiền, cam V2. Nhờ đó, dù không có các xe lớn về thu mua và giá bán cam tại các hộ canh tác truyền thống có giá chỉ từ 10 đến 13.000 đồng một kg, thì giá bán cam tại các vườn chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn VietGAP vẫn được giá và tiêu thụ vẫn thuận lợi. Vì cái cách trồng của họ cho nên tôi có thể yên tâm về cái chất lượng. Mang sang bên Thái Bình bán tại cửa hàng nhà tôi luôn. Đấy. Tôi bán cái đây được khoảng 5 năm rồi. Dân bên đấy là nói chung là cũng chuộng cái loại cam này, ăn nó cũng ngọt mà sạch. Do áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật thì năm nay sản lượng cam là ước đạt là trên 35.000 tấn, tăng hơn 3.000 so với năm 2019. Tổ chức sản xuất theo hướng an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP nên là cái giá bán cam là năm nay cũng tương đối là cao, dao động trung bình khoảng từ 20 đến 25.000 một cân. Đặc biệt là có một số vùng là như vùng Văn Giang thì cái giá bán của cam có thể trên 50.000 đồng. Và hiệu quả được đánh giá ban đầu là thu được là khoảng từ 350 đến 500 triệu đồng trên một hectare. Nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng, đặc biệt là tiêu thụ cam được thuận lợi, từ năm 2021, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ cùng các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân ổn định diện tích trồng cam, ưu tiên chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi, có thời gian thu hoạch, bảo quản dài và những giống có tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu cho chế biến sâu như cam bố hạ, cam không hạt. Thưa quý vị và các bạn, giảm gần 80% năm 2020, Việt Nam chỉ đón 3,8 triệu khách quốc tế. Con số vừa được Tổng cục Thống kê đưa ra cho thấy dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch trong năm 2020. Trong số 3,8 triệu khách quốc tế, hơn 96% đến trong quý 1. Từ quý 2 đến nay, nước ta chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam. Trong nước nhu cầu đi lại du lịch của con người cũng giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Mặc dù tổ chức các chương trình kích cầu du lịch, giá tour giảm 6,24% so với năm trước, giá vé máy bay cũng giảm 34,7%, nhưng doanh thu du lịch lữ hành năm 2020 ước tính chỉ đạt 17,9 nghìn tỷ đồng, giảm gần 60% so với năm trước. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan vui chơi của người dân thủ đô và du khách dịp Tết Dương lịch 2021, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm dịp Tết Dương lịch 2021. Theo đó, cho phép tổ chức hoạt động không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Không gian đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội được thực hiện sớm hơn một ngày, bắt đầu từ 19 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020, thứ Năm, đến 24 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2021, Chủ nhật. Đồng thời, quận cũng đề xuất khai mạc hoạt động mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối với phía Bắc khu vực Hồ Hoàn Kiếm vào 19 giờ 30 ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại Đình Kim Ngân, số 4244 Hàng Bạc. 64 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt Nam năm 2020 vừa diễn ra tại Hà Nội. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam phối hợp tổ chức. Các thanh niên được tuyên dương là những tấm gương không gục ngã trước số phận, thuộc mọi tầng lớp, ngành nghề trong xã hội. Nhiều người trong số họ là những tấm gương truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thanh thiếu nhi. Ngoài bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, quà tặng của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, mỗi cá nhân được tặng một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt được tổ chức hàng năm nhằm tìm kiếm tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật có ý chí vượt lên, chiến thắng số phận và đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển cộng đồng và xã hội. Năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19, song nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã đạt được những kết quả tiến bộ. Thông tin tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp diễn ra ngày 28 tháng 12. Giai đoạn 2016-2020, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, có phân tầng chất lượng gắn với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Để không xảy ra tình trạng lây nhiễm trong các cơ sở đào tạo, hình thức tuyển sinh, đào tạo trực tuyến được phát triển, thay thế, bổ sung cho phương thức tuyển sinh, đào tạo truyền thống. Nội dung các môn học, lý thuyết thuần túy cũng đã được số hóa. Nhờ đó, kết quả tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khả quan, hoàn thành kế hoạch tuyển sinh năm 2020 đề ra. Cùng với đó, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, chính sách xã hội hóa khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp được đẩy mạnh, phát huy quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với kiểm soát chất lượng của cơ quan quản lý nhà nước và sự giám sát của xã hội. Gần 80% học sinh Việt Nam được học trực tuyến trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, cao hơn mức trung bình của các nước OECD. Đó là thông tin trong báo cáo mới công bố của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Điều này cho thấy giáo dục Việt Nam hoàn toàn có khả năng đi đầu trong chuyển đổi nếu có quyết tâm và chiến lược bài bản. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy rõ hơn điều này. Tiết học hóa của học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, tỉnh Nam Định. Thay vì làm bài trên phiếu, thì mỗi học sinh chỉ cần một tờ giấy được mã hóa đáp án kết hợp với điện thoại của giáo viên. 10 câu hỏi trắc nghiệm được hoàn thành và từng học sinh cũng biết được ngay kết quả của mình, hiển thị trên màn hình chỉ sau 10 phút. Ngoài tiện ích nhanh chóng, thì thích thú là cảm nhận chung của học trò với cách học này. Bọn em hiểu bài hơn, hiểu sâu hơn về môn học. Những cái kiến thức chưa có trong sách giáo khoa bọn em được hiểu rõ hơn, đưa những cái bài giảng khô khan, phức tạp trở nên sinh động, gần gũi với các em hơn, đồng thời rèn luyện được cái kỹ năng về công nghệ thông tin cũng như là tìm hiểu những kiến thức rộng lớn hơn ở trên mạng internet mà nó nằm ngoài cái bài học ở trong sách giáo khoa. Còn với cô Nguyên, vì đã có tuổi nên việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là không hề dễ. Tuy nhiên, nhận thấy hiệu quả của bài giảng điện tử mang lại cho học sinh nên cô đã quyết tâm học hỏi để làm mới tiết dạy của mình. Nhờ vậy mà giờ đây, việc dạy và học của cả cô trò không còn bị giới hạn bởi sách, bảng mà với cả kênh hình và tiếng rất sinh động. Nó giúp cho các bạn ấy nhìn được, cái quan sát được cái hình, kênh chữ nó rất là rõ và nét. Cái thứ hai nữa là khi có một số bài tập, khi các bạn ấy thực hiện làm đối với cái sách điện tử thì các bạn được tiếp cận thêm thông tin, các bạn ấy sẽ thuận lợi hơn trong việc là kết nối làm bài tập. Ứng dụng các thiết bị số vào hoạt động giảng dạy là một trong những hình thức của chuyển đổi số trong giáo dục. Dạy học trực tuyến hay sử dụng các ứng dụng, phần mềm thông minh để quản lý trường học đã góp phần giảm bớt hồ sơ sổ sách giấy tờ, các thủ tục hành chính rườm rà để quản trị nhà trường một cách hiệu quả. Công việc làm việc rất là hiệu quả, ngắn gọn mà thông tin thì tới mọi người một cách nhanh chóng, và đặc biệt là trong cái việc là tập hợp số liệu để làm báo cáo thì nó sẽ rất là thuận lợi. Có một cái học liệu điện tử cũng rất là hữu ích cho giáo viên trong cái việc thực hiện bài dạy của mình. Hồ sơ sổ sách của giáo viên ấy cũng được giảm tiện thông qua giáo án điện tử. Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ giúp thay đổi phương pháp dạy và học mà còn tạo ra sự thích ứng nhanh chóng trong bất cứ hoàn cảnh nào, đặc biệt giúp cho cả thầy và trò phát huy được tối đa khả năng tư duy sáng tạo chủ động. Đó cũng chính là động lực để toàn ngành giáo dục quyết tâm thực hiện mục tiêu phấn đấu để Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết miền Bắc những ngày gần đây, nhiệt độ giảm sâu khiến số lượng bệnh nhân đột quỵ tăng mạnh. Tại Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hầu hết các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng nặng. Đặc biệt, trong số 1.000 ca cấp cứu, gần đây có tới 10% là bệnh nhân dưới 44 tuổi. Bệnh nhân này bị đột quỵ cách đây khoảng một tuần, nhập viện trong tình trạng hôn mê, rối loạn ý thức, mất chức năng ngôn ngữ. Gia đình cho biết bệnh nhân 82 tuổi có vấn đề về tim mạch và nguyên nhân thúc đẩy chủ yếu là do thời tiết thay đổi, nhiệt độ giảm sâu. Như bác sĩ nói là cũng có vấn đề về tim, thì sẽ gây ra dễ bị đông máu ở tim, nó sẽ lên não. Tại Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây số lượng bệnh nhân bị đột quỵ tăng 25% so với thời gian trước, trung bình tiếp nhận 50 ca một ngày. Đặc biệt, tỷ lệ các ca đột quỵ nặng chiếm phần lớn. Hầu hết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, rối loạn ý thức, liệt nửa người, mất chức năng ngôn ngữ. Triệu chứng là đang ngồi tự nhiên nó gục người rồi, gục đầu rồi. Đi vệ sinh thì không nhấc được chân. Nguyên nhân các bệnh nhân bị đột quỵ chủ yếu là do thời tiết quá lạnh. Ngoài ra, các bác sĩ cho biết bệnh nhân đột quỵ thường nhập viện muộn, khiến giờ vàng trong cấp cứu đột quỵ bị chậm trễ, làm cho bệnh nặng hơn, khả năng hồi phục khó khăn hơn. Có những trường hợp là bệnh nhân mà người ta hay phải đi ra những cái thời tiết giá lạnh cực đoan ấy. Khi đối những trường hợp công nhân làm phía ngoài trời chẳng hạn, hoặc những cụ già đi tập thể dục chẳng hạn, là những cái thời điểm mình cần phải chú ý tránh những cái tình huống thay đổi thời tiết đột ngột, môi trường xung quanh nó có thể ảnh hưởng đến các cái thông huyết áp, tiểu đường của mọi người thì có thể nó sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, bên cạnh việc phòng tránh các yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, để phòng tránh đột quỵ khi thời tiết chuyển lạnh, mọi người cần mặc đủ ấm ngay cả khi ở trong nhà. Nơi ở phải bảo đảm ấm áp, tránh bị gió lùa. Đặc biệt, người cao tuổi cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Người dân tuyệt đối không tập thể dục trong thời tiết giá lạnh, nhất là vào sáng sớm. Từ khi xảy ra ổ dịch viêm da nổi cục trên châu bò, trong 2 ngày 25 và 26 tháng 12, Cục Thú y đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang tổ chức tiêm thí điểm vaccine phòng bệnh cho châu bò tại hai xã Niêm Sơn và Khâu Vai, thuộc huyện Mèo Vạc. Tính đến ngày 25 tháng 12, tại huyện Mèo Vạc đã có 32 con trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục, xảy ra tại hai xã Niêm Sơn và Khâu Vai. Ngay sau khi được Cục Thú y hỗ trợ vaccine, ngành chuyên môn của tỉnh đã phối hợp với huyện, thành lập các tổ tiêm phòng giám sát, lấy mẫu theo quy trình tiêm phòng do Cục Thú y hướng dẫn. Sau khi tổ chức triển khai lấy mẫu và tiêm phòng, thì trong vòng 7 đến 14 ngày và 21 ngày, thì các tổ giám sát sẽ phải thường xuyên theo dõi những con gia súc đã được tiêm phòng. Trên cơ sở đó thì cũng khoanh vùng những cái thôn lân cận. Hà Giang hiện có gần 300.000 con trâu bò. Trước tình trạng bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò xuất hiện tại địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục nhằm khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Ngay để phòng chống tốt thì cái việc ưu tiên đầu tiên là phải có cái vaccine tiêm phòng cho công tác phòng chống dịch bệnh. Thì vaccine thì báo cáo các đồng chí là trên cơ sở hiện nay thì chúng tôi mới Cục Thú y cũng như Bộ Nông nghiệp mới vừa cho tạm nhập thử nghiệm thí điểm đối với cái vaccine viêm da nổi cục. Và trong đó thì Bộ Nông nghiệp cũng lựa chọn là Hà Giang là một cái điểm để triển khai thí điểm đối với lại các loại vaccine này. Từ đầu tháng 10 năm 2020 đến nay, bệnh viêm da nổi cục ở châu bò lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Hà Giang là một trong 12 tỉnh xuất hiện bệnh và là tỉnh thứ 3 tiêm thí điểm vaccine phòng bệnh sau các tỉnh Thái Nguyên và Sơn La. Tính đến ngày 25 tháng 12, bệnh viêm da nổi cục trên châu bò đã xuất hiện tại huyện Xín Mần và Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, với 36 con mắc bệnh, trong đó chưa ghi nhận trường hợp châu bò chết vì bệnh này. Dù được tuần tra xử lý, tuy nhiên nạn khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn chảy qua địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, địa phương nằm giáp danh các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp. Đây là 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai vừa bị công an huyện Cát Tiên bắt giữ mới đây, có trường hợp nhiều lần tái phạm. Vì vậy, đã bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, trong số này có 3 tàu là chủ ở địa bàn tỉnh Bình Phước, ngược sông Đồng Nai phía thượng nguồn, giáp danh giữa huyện Cát Tiên và huyện Đăng Hà, Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khi thấy bóng dáng của lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra xuất hiện, các tàu thuyền nép tàu vào bờ án binh bất động. Thì đúng nghe nói thì đúng cấm thì cấm lâu rồi, nhưng mà lâu lâu thì thấy họ vẫn cứ hút ban đêm thôi. Không có công an thì lâu lâu có tuần thứ Bảy, Chủ nhật nữa đấy. Tiếp tục làm, chủ yếu là ban đêm. Xử phạt lên hơn 400 triệu đồng với trên 25 trường hợp khai thác cát trái phép trong năm 2020. Trong số này có đến 70 tàu vi phạm chủ yếu từ các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai. Điều này cho thấy sông Đồng Nai, địa bàn giáp danh giữa Lâm Đồng và các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai luôn nóng bỏng. Mặc dù hiện nay tại huyện Cát Tiên chỉ có duy nhất một đơn vị được phép hoạt động khai thác cát, nhưng dọc hai bên bờ sông có hơn 40 tàu khai thác cát hiện hữu, qua đó cho thấy nỗi lo thường trực khai thác cát trái phép là điều khó tránh khỏi. Lực lượng cảnh sát giao thông thì chúng tôi sẽ tuần tra kiểm soát cùng với ngăn chặn các cái phương tiện để trên sông, và còn lực lượng cảnh sát kinh tế, hình sự và môi trường thì thực hiện các chức năng là khi mà phát hiện được cái xuồng mà khai thác cát trái phép để chúng tôi phát hiện và tiếp tục xử lý các đối tượng mà còn có biểu hiện và các cái đối tượng khai thác cát trái phép. Sau khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai đã được chấn chỉnh khá hiệu quả. Nhiều đơn vị bị thu hồi giấy phép khai thác, công tác kiểm tra xử lý cũng được thực hiện mạnh. Tuy nhiên, với tình hình diễn ra thời gian gần đây, đặc biệt vào dịp cuối năm, đòi hỏi những giải pháp căn cơ quyết liệt hơn của ngành chức năng, chính quyền Cát Tiên, nhất là tăng cường đấu tranh xử lý nghiêm tàu thuyền các tỉnh lợi dụng để khai thác cát trái phép, lấn địa bàn giáp danh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.